chúng tôi tin. Tại sao vị chủ tế cứ đứng tại bàn thờ trong suốt thánh lễ? Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư phụng vụ. Khi tham dự thánh lễ tại các nhà thờ hay nhà nguyện, thường chúng ta chỉ chú ý đến vị trí của giảng đài. Xin nghe chú thích một ở cuối. Là nơi cử hành phụng vụ lời Chúa, và nhất là vị trí của bàn thờ, nơi cử hành phụng vụ thánh thể. Nhưng có một vị trí cũng cần quan tâm trong khi cử hành thánh lễ, đó chính là ghế chủ tọa. Vậy vị trí này có ý nghĩa gì đối với vị chủ tế và những người tham dự phụng vụ? Chúng ta có thể nhận thấy tại một số nhà thờ khi cử hành thánh lễ, sau khi hôn bàn thờ, vị chủ tế đến ghế chủ tọa để cử hành nghi thức đầu lễ. Còn ở nhiều nhà thờ khác, vị chủ tế lại đứng tại bàn thờ, hoặc có những vị chủ tế đứng giảng tại giảng đài. Nhưng một số khác lại đứng giảng ngay tại bàn thờ. Vậy theo quy chế phụng vụ, các vị chủ tế có được tùy tiện thay đổi vị trí giảng không? Quy chế phụng vụ nào nói về vị trí của vị chủ tế? Tại sao không có sự thống nhất chặt chẽ giữa các nơi trong phụng vụ thánh lễ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này. Trong sách lễ Roma, ấn bản mới nhất năm 2002, xin nghe chú thích 2 ở cuối. Phần quy chế tổng quát có nói đến ghế chủ tọa. Vị trí của ghế này thường được đặt ở bên phải hoặc trái bàn thờ và được nói đến như sau. Quy chế tổng quát số 50, dứt ca nhập lễ, linh mục đứng tại ghế cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá trên mình. Tiếp đó, linh mục dùng lời chào biểu thị cho cộng đoàn biết sự hiện diện của Chúa. Lời chào của linh mục và câu đáp của cộng đoàn nói lên mầu nhiệm của hội thánh được quy tụ. Quy chế tổng quát số 136. Linh mục đứng giảng tại ghế hoặc tại chính giảng đài, hoặc tùy nghi tại nơi nào khác thích hợp. Giảng xong có thể giữ thinh lặng một lát. Quy chế tổng quát số 138. Sau kinh tin kính, linh mục đứng tại chỗ, chắp tay, nói mấy lời vắn tắt, mời gọi tín hữu đọc lời nguyện chung, lời nguyện tín hữu. Như thế, sau bài hát nhập lễ, vị chủ tế không đứng tại bàn thờ mà đứng tại ghế, tức là ghế chủ tọa, để cử hành nghi thức đầu lễ. Nơi đó có để một giá sách, một micro và sách lễ Roma cho ngài. Ngài đến giảng đài để công bố tin mừng. Nếu có phó tế thì vị này sẽ công bố tin mừng. Quy chế tổng quát số 94. Nếu là thánh lễ đồng tế thì một linh mục đồng tế sẽ công bố tin mừng chứ không phải vị chủ tế. Quy chế tổng quát số 59. Sau bài giảng tại giảng đài hoặc tại ghế chủ tọa hoặc ở một nơi nào khác ngoài bàn thờ, vị chủ tế trở về ghế chủ tọa để sướng kinh tin kính và mở đầu phần lời nguyện tín hữu. Quy chế tổng quát số 310. Ghế của linh mục chủ tế phải nói lên nhiệm vụ của ngài là chủ tọa cộng đoàn và điều hành kinh nguyện. Vì thế, chỗ thích hợp nhất là phía đầu cung thánh, nhìn xuống cộng đoàn. Trừ phi kiến trúc thánh đường hoặc những hoàn cảnh không cho phép, ví dụ khoảng cách quá xa làm cho việc hiệp thông giữa linh mục và cộng đoàn trở nên khó khăn, hoặc nếu nhà tạm đặt chính giữa phía sau bàn thờ, phải tránh các loại ngai tòa. Theo đoạn trên, trong thánh lễ, ghế chủ tọa nhấn mạnh vai trò và chức vụ của vị chủ tế là chủ tọa cộng đoàn và điều hành kinh nguyện. Giám mục hay linh mục chủ tế thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội của người. Vị chủ tế chứng thực rằng trong việc quy tụ các tín hữu, chính Chúa Kitô là đấng quy tụ. Người nói, người cho ban mình người xây dựng giáo hội. Ghế chủ tọa trong các nhà thờ lấy mẫu của nhà thờ chính của giáo phận, là nhà thờ của giám mục,
gọi là nhà thờ chính tòa. Trong đó có tòa cathedra hoặc ghế giám mục. Tại nơi đây chứ không phải tại bàn thờ, giám mục cử hành nghi thức đầu lễ. Ghế chủ tọa của giám mục biểu tượng quyền bính của ngài, cũng như dấu chỉ hiệp thông giữa ngài với Đức Giáo Hoàng và với các giám mục khác trên toàn thế giới. Chính tại ghế chủ tọa mà giám mục chất vấn các tín chức linh mục và phó tế trong nghi thức phong chức. Ghế chủ tọa trong mỗi nhà thờ được coi như là đại diện cho quyền giảng dạy của giám mục giáo phận khi vị linh mục chủ tế ngồi vào đó. Trong câu, chỗ của ghế thích hợp nhất là phía đầu cung thánh, nhìn xuống cộng đoàn. Cụm từ phía đầu cung thánh không xác định rõ ràng vị trí trong cung thánh. Vì thế, chúng ta cũng có thể hiểu đầu cung thánh là phía sau bàn thờ. Vị chủ tế có thể chủ tọa ở ghế đặt sau bàn thờ, có giá sách và mitro, nhưng không có nghĩa là ngài chủ tọa tại bàn thờ. Như thế, chỉ sau vần phục vụ lời Chúa, vị chủ tế mới tiến lên bàn thờ để bắt đầu cử hành phục vụ thánh thể. Lúc này, các thừa tác viên mới mang lên bàn thờ sách lễ và những yếu tố phụng vụ khác. Nói cách khác, bàn thờ chỉ là nơi dâng hiến hy lễ và chia sẻ bàn tiệc thánh, nên những gì diễn ra trước đó, nghi thức đầu lễ, phụng vụ lời Chúa, vị chủ tế không được đứng tại bàn thờ. Xin nghe chú thích ba ở cuối. Để hiểu rõ hơn các vị trí khác nhau trên cung thánh, ta có thể so sánh một bữa tiệc gia đình với thánh lễ hoặc bữa tiệc thánh thể. Bữa tiệc gia đình và thánh lễ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai hành động này cũng diễn ra theo bốn giai đoạn. Một, trước tiên là giai đoạn đón tiếp. Khách đến gõ cửa, chủ nhà mở cửa đón họ, hai bên chào hỏi vui vẻ. Thánh lễ cũng diễn tiến như thế. Linh mục đón tiếp các tín hữu chào hỏi nhau và Thiên Chúa qua trung gian vị chủ tế đón tiếp con cái mình. Đó là chặng đầu tiên của thánh lễ, gọi là nghi thức đầu lễ. Hai, sau khi đón tiếp khách mời, chủ nhà mời họ vào phòng khách, đó là giai đoạn trò chuyện. Trong thánh lễ, sau nghi thức đầu lễ là phần phục vụ lời Chúa. Qua các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, Thiên Chúa nói với dân người. Cộng đoàn đáp lại bằng thánh vịnh hoặc các bài thánh ca kinh thánh, bài hát Alleluia, kinh tin kính và lời nguyện tín hữu. Ba, khi đã nói chuyện xong và nhất là các món ăn đã chuẩn bị xong, chủ nhà mời mọi người vào bàn, đó là lúc nhập tiệc. Trong thánh lễ cũng vậy, sau phần phụng vụ lời Chúa là đến giai đoạn bữa tiệc được diễn ra tại bàn thờ. Bữa tiệc bao gồm ba thời điểm: lúc mang bánh và rượu tới, lúc đọc kinh nguyện thánh thể, lúc chia sẻ bánh và rượu thánh. Tất cả được gọi là phụng vụ thánh thể. 4. Thế rồi, sau bữa tiệc ngon là đến lúc chia tay trở về nhà mình. Trong thánh lễ, ta cũng có nghi thức kết lễ, nghi thức sai đi. Chủ tế hoặc phó tế nói, chúc anh chị em đi bình an và cộng đoàn thưa, tạ ơn Chúa. Chào hỏi, hàn huyên, ăn tiệc, chia tay, đây là bốn giai đoạn của bữa tiệc gia đình và cũng là bốn giai đoạn của thánh lễ. Tại tư gia, ta không tiếp đón khách ở nhà bếp hay ở bàn ăn bao giờ, cũng không nói chuyện hỏi thăm nhau ở bàn ăn trong lúc người nhà đang dọn thức ăn lên. Vậy tại sao ở nhà thờ, nhà của Chúa, nơi linh thiêng và trang trọng, ta không tôn trọng những nơi đặc biệt trong gian cung thánh? Nếu quy chế tổng quát số 309 nói rõ, tại giảng đài chỉ đọc các bài đọc kinh thánh, thánh vịnh đáp ca và bài công bố tin mừng phục sinh, cũng tại đó có thể giảng và đọc lời nguyện chung, tức là lời nguyện tín hữu. Tại sao người ta lại thấy linh mục lên giảng đài,
là nơi để công bố lời Chúa, để thông tin, thông báo. Nếu bàn thờ chỉ được sử dụng từ phần phục vụ thánh thể, tại sao người ta lại thấy vị chủ tế cử hành nghi thức đầu lễ tại bàn thờ, lại còn giảng tại bàn thờ nữa? Công đồng Trento ở thế kỷ 16 với sách lễ Đức Pio V ra đời năm 1570 quy định rằng tư tế chỉ đứng tại bàn thờ trong suốt thánh lễ, sau khi đọc những lời nguyện ở trước bàn thờ. Vì thế, thói quen này vẫn tồn tại đến hôm nay. Nếu luật phục vụ sau công đồng Vaticano II đã sửa đổi các vị trí và đối tượng trên cung thánh, tại sao từ quy chế tổng quát năm 1969 của ấn bản 1 sách lễ Roma cho đến nay là 52 năm, hơn nửa thế kỷ, ta vẫn chưa sửa đổi, vẫn chưa áp dụng đúng đắn và nghiêm túc luật phục vụ của giáo hội? Nếu mỗi nhà thờ đều có ghế chủ tọa, dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội qua vị chủ tế sẽ được nổi bật hơn, ý nghĩa thánh lễ sẽ phong phú hơn, phục vụ thánh lễ của giáo hội hoàn vũ sẽ thống nhất và hài hòa hơn. Đó là một trong những dấu chỉ sự hiệp nhất của giáo hội. Mong thay. Chú thích 1. Giảng đài, dịch từ tiếng Hy Lạp Ambon, đỉnh nhỏ, qua tiếng Anh Ambon, tiếng Pháp Ambon, là đài để giảng. Nếu trước tiên đó là nơi để lời Chúa được loan báo, quy chế tổng quát số 309, tại sao ta không dịch là bục lời Chúa, tòa lời Chúa, đài lời Chúa? Mong các chuyên viên ngôn ngữ học kiếm ra từ thích ứng và đúng nhất. Chú thích 2. Từ công đồng Vaticano II năm 1962 đến năm 1965 có 3 ấn bản mẫu sách lễ Roma: ấn bản 1 năm 1970, ấn bản 2 năm 1975, ấn bản 3 năm 2002. Chú thích 3. Chỉ trong một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn khi không gian cung thánh quá nhỏ hẹp hoặc trong thánh lễ chỉ có một người giúp lễ, vị chủ tế mới được cử hành nghi thức đầu lễ ở bàn thờ. Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, hẹn gặp lại. Xuống phan xe.